À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái món mà theo em nghĩ nó mang nặng cái tính chất làm màu làm mè. Các bác hết sức thông cảm, hiện tại là độ ồn bên ngoài là tương đối cao. Nhưng cũng không hề gì, bởi vì em đang giới thiệu một cái món để làm màu làm mè thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải đeo phone vào để thẩm âm hay thế nọ thế kia. Nhưng mà dù sao thì em cũng vẫn cứ test âm đàng hoàng. Mà đang sở hữu những con âm ly xì te cổ LOD hết sức chú ý. Trước mặt các bác đang là một cái món giúp làm màu làm mè để cho cái con âm ly vô cùng yêu quý của các bác có thêm một cái thành phần điểm xuyết. Chúng ta sẽ xếp cái thốt này lên bên trên của cái con âm ly, nhìn cho nó chảnh chó các bác ạ. Tên đầy đủ của nó là Microphone Mixing Amplifier HMC 6500. Các bác nhìn thấy mic 1, mic 2, mic 3 và các đường mic level, rồi thì pan pot, rồi đằng này là cái reverse. Tóm lại là nó liên quan đến đường micro nhưng mà hoàn toàn không có echo. Đối với những người mà làm ở trong lĩnh vực mix nhạc ấy thì mới thấy cái này nó có giá trị. Còn ở trong thời điểm hiện tại thì sẽ cũng không không có nhiều tác dụng lắm đối với người bình thường. Bởi vì những người sử dụng thông thường thì người ta cần một cái thiết bị cắm micro vào và phải có echo vang nhại để người ta còn hát karaoke. Thế còn cái thiết bị này thì rõ ràng nếu như bác nào đó mua về mà xếp đặt lên trên nóc cái con âm ly LOD của mình thì nó mang nặng cái tính làm màu thôi. Em chủ yếu là bán cái mặt trước của cái mixing này, coi như em bán cái mặt phay nhôm và những cái núm nhôm này với cái giá là 600 ngàn nha. Đó, coi như em bán cái mặt nhôm và các núm nhôm ở đây với giá 600 ngàn. Còn chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm là cái của nợ này nó làm được cái gì. Ruột gan zin tuyệt đối. Cần cái cần gạt tắt mở nguồn là nó gãy mất cái chuôi rồi nhưng mà vẫn tắt bình thường nha. Ở đây nó có cái này, đúng em bối rối quá không biết nó là cái gì, trông như là hai cái dây lò xo kéo dài ra, đồng thời lại có dây điện đi vào, rồi thì có nam châm điện đó, các bác thấy chưa? Thực sự em không biết mô tả đây là cái gì cả. Thiết bị này thì nó tiêu thụ điện chỉ có 4W thôi, do vậy cái tăng phô nó nhỏ xíu à. Đó, đây có phải là âm ly đâu mà nó phải đòi hỏi tăng phô lớn, một thành phần gọi là mixing mà. Đây là tụ lọc nguồn của hãng Nichicon, tụ cũng rất tử tế.
Đây là con IC hai hàng chân HA1452 V đúc. Cầu nắn diode. Cái bộ đảo mạch. Chiết áp. Zin và còn khá là sạch sẽ. Thực ra thì ngày hôm nay em dọn kho, em nhìn thấy cái của nợ này, em bảo là thôi thì lôi ra để bán cho mấy cái ông mà đang sở hữu những con âm ly LOD, là các ông ấy mua cái này về rồi đặt lên trên nóc của con âm ly nhìn cho nó sang chảnh. Made in Japan, số series 5576E. Đây là thông tin LOD stereo mixing amplifier model HMC 6500. Sản phẩm của Hitachi, LOD chính là Hitachi. Điện áp sử dụng 100V. Công suất tiêu thụ 4W. Đó, các bác thấy là em đang cắm cái điện thoại của em vào cái ngõ in. Đó. Và đường out thì em đưa xuống con âm ly cổ Yamaha nằm ngay phía dưới. Khi cắm ở cái trạng thái như thế này thì chúng ta có thể sử dụng được duy nhất một nút, đó là nút volume. Vậy thôi. Như em đã nói, đây là một cái sản phẩm mang nặng tính làm màu làm mè thôi, chứ nó cũng không hữu dụng lắm ở trong thời điểm hiện tại. Nhưng rõ ràng nếu như một cái con âm ly LOD mà được đặt ở trên trên nóc cái mixing này, nhìn nó sẽ sang chảnh hơn nhiều đấy ạ. 600 ngàn. Đây là vỏ nắp. Ngang một cái món đồ chơi trẻ em chứ có cái gì đâu. Giờ các bác đi mua cái đồ chơi cho bọn trẻ con ấy, nhưng cái thứ đồ chơi tốt tốt bây giờ cũng phải có 5 đến 700 ngàn rồi, phải không ạ? Trong khi là mình mua một cái thứ đồ chơi người lớn coi như chúng ta mua cái mặt nhôm và các núm nút với cái giá 600 ngàn, còn chúng ta cũng không cần quan tâm đến ruột gan của nó như thế nào và tác dụng của nó ra làm sao, chỉ biết là nó vẫn sử dụng bình thường ít nhất là trong thời điểm này. Em bao di tuyệt đối. Cùng trồng đây, cùng giết.
em có cái cảm giác khi mà cắm cái điện thoại qua cái mixing này, rồi âm nó xuất ra từ cái mixing này nghe nó rất chi là mộc các bác ạ. À, có cảm giác như cái chất âm từ cái điện thoại của em xuất ra khi qua cái mixing này nó đã được chỉnh sửa để làm sao cái âm nó mộc hơn so với ban đầu. À, còn có nhiều bác là sẽ hay thắc mắc và không biết tại sao mà cái thằng Từ nó cứ thích hay mở cái bài về Thái Bình. Rất đơn giản thôi, bởi vì quê nội của em, tức là quê bố em ấy, là ở Thái Bình. Quê mẹ em thì ở Hải Dương. Hai ông bà hồi xưa là đi, hồi xưa các cụ gọi là đi thoát ly ấy, đi thoát ly. Thế rồi chẳng biết là kiểu gì mà lại vồ lấy nhau, mà không phải là vồ ở Hải Dương, mà cũng không phải vồ ở Thái Bình, mà lại vồ lấy nhau ở Hà Bắc. À, thế là hai ông bà ấy quyết định là lên ủy ban uống nước chè, xong là vỗ tay đẹp đẹp một cái, vài cái vỗ tay hát vài bài cách mạng. Thế là thành đám cưới, thế là đẻ ra một lô một lốc các bác ạ. À, do tình hình dịch dã nó căng thẳng nên là em cũng trong một khoảng thời gian cũng tương đối dài cũng chưa thể về thăm quê nội Thái Bình và quê ngoại Hải Dương được. Chứ thường thường thì một năm ít nhất là 2 lần là em sẽ về thăm quê nội và quê ngoại. Đó là lý do vì sao mà em thích những cái bài như là bài hát ca ngợi về Thái Bình. À, vâng, bác nào mà đang có những cái con âm ly LOD mặt phay nhôm sáng kiểu như thế này, đó, rất yêu quý con âm ly LOD của mình, và bây giờ đang muốn kiếm một cái thứ gì đấy đặt lên để làm màu làm mè, thì cái thớt mixing HMC 6500 này là một cái lựa chọn không không nên bỏ qua, bởi vì nó còn khá là đẹp. Cái công tắc tắt mở nguồn này thì bác về thì tự lọ mọ ngồi chế cháo ra một cái cần gạt vào đây nha. Giá này em bán là lỗ chổng mông lên rồi đấy, bởi vì hồi xưa là khi mà nhập lô về ấy, là nó tính đây là một con âm ly các cụ ạ. À, nó tính hơn triệu, nhập lô nó tính như vậy, về nhìn ra thì nó không phải là âm ly mà nó là cái mixing. Rồi bây giờ bán có 600 ngàn, nên do vậy là bác nào chơi được thì chơi, đừng có bao giờ mặc cả với em. Xưa nay tất cả những người mà khi rút điện thoại ra mà mặc cả với em đều thất bại hoàn toàn. Nhưng mà vẫn có một chiêu để em giảm giá. Em đánh giá rất cao những ông mà có những cái chiêu như vậy. Thường thì các ông ấy sẽ nói thế này, những ông khôn khéo ấy thì các ông ấy sẽ bảo là ừ, thế thì chú bán cái giá đấy thì anh đồng ý, anh không có mặc cả. Nhưng mà nếu mà chú có thể giảm được thì chú cứ giảm, còn anh thì anh không xin. Hả? Còn chú thấy giảm được thì chú cứ giảm, còn không giảm được thì thôi. Đấy, nói những cái câu mà nó động đến cái lòng trắc ẩn thì lúc đó là em tự giác là em giảm, chứ còn bình thường mà mặc cả với em không mặc cả được đâu. Tính em xưa nay là vậy. Nói vậy thôi chứ cái mixing này không giảm được, bởi vì bán lỗ quá nhiều rồi còn giảm cái gì? Vâng, phần trình bày của em đã xong. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.